Chương trình được bảo trợ bởi Sunny Auto Repair and Toy Club 714-899-5600, 899-5600. Kính chào quý vị, Kỳ Nguyễn xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết, nhằm vào ngày thứ tư và của năm 2023. Năm nay là xuân con mèo, xuân Quý Mão. Nhân dịp xuân về, Kiên cùng toàn thể nhân viên của Sunny Auto xin kính chúc quý vị thân chủ của Sunny cũng như tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài một năm mới an khang thịnh vượng, con cái học hành tấn tới và thành đạt, gia quyến được bình an và mọi sự được như ý. Kiên cũng xin kính chúc toàn thể ban giám đốc cùng nhân viên của đài Lý Đồ Sài Gòn TV một năm mới an khang và thịnh vượng, làm ăn phát đạt. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Năm nay là năm con mèo, là năm Quý Mão. Thì bắt đầu vào năm 2023 thì chúng ta đã bắt đầu hồi tuần rồi là cuối năm, và hôm nay là cái ngày đầu năm, cũng giống như là ngày đầu tiên mà của chương trình Thượng Lộ Sunny, Thượng Lộ Bình An của Sunny đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ tư từ 2 giờ tới 3 giờ. Và quý vị, cái chương trình đặt ra để nhằm mục đích quảng bá những cái tin tức về xe cộ, cũng giống từ tất cả những cái chi tiết, những cái thắc mắc, những vấn đề về sửa chữa xe và tiền phí tổn, hoặc là những cái kỹ thuật mới ở trong xe. Chương trình nhằm để mà có thể đáp ứng tất cả những cái nhu cầu, tất như tất cả các câu hỏi của quý vị về xe cộ, về sửa xe, cũng giống như mua xe. Quý vị có thể gọi vào tham khảo với Kiên ở số phone của shop là 899-5600, 714-899-5600. Đó là, và cũng là, đó là số phone của Sunny Auto Repair và Thai Club. Địa chỉ là 7135 Westminster, thành phố Westminster, 92683. Kiên lặp lại là 7135 Westminster Boulevard, thành phố Westminster, California, 92683. Shop nằm ở trên đường Westminster và gần góc đường Golden West. Tên của tiệm là Sunny Auto Repair and Thai Club. Quý vị có thể gọi vào đài cho Kiên ngay trong lúc này. Hôm nay là thứ tư và Kiên sẽ trả lời on air, live. Và số phone là 714-893-3264, 893-3264. Kiên sẽ trả lời trực tiếp với quý vị. Hôm nay là ngày thứ tư, Kiên trả lời trực tiếp với quý vị on air. Và nếu quý vị có thắc mắc, cứ gọi vào cho Kiên biết. Kiên sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị ngay trên telephone ngày hôm nay. Ngoài ra, trong tuần thì quý vị có thể, hay trong ngày làm việc ngoài giờ phát thanh, thì quý vị có thể gọi vào Sunny Auto ở số phone là 714-899-5600. Trong tuần rồi thì chúng ta đang nói dở dang về hai phần. Một cái phần về những cái kỹ thuật mới của xe điện trong năm 2023, và kế đến là những vấn đề về vấn đề bảo lục và gây những tổn hại cho xe, và cách thức nào để mà quý vị có thể giữ gìn cái xe của quý vị, để mà rủi mà trong trường hợp quý vị bị trúng vào một cái chỗ bị lục, blooded, tức là cái nhầm cái con đường nó bị lục, thì có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất á là hello dạ, xin mời dưới đài. Dạ, xin mời chị. Dạ, xin mời. Dạ, em chào anh Kim. Dạ, xin chào chị. Cho anh xin có câu hỏi là em mua cái xe Nissan Kicks đời 2020 đó anh. Uh-huh. Nhưng mà trong vòng 2 năm nay á, xe nó bị trở ngại, nó hiện lên mấy cái ký hiệu mà kêu mình đi sửa đó anh. Dạ. Thì em một cái bệnh đó mà đi sửa hai lần. Nhưng mà lần thứ nhất á, thì thợ ở chỗ dealer họ không có sửa, họ chỉ là tắt cái nút để nó đừng có báo tín hiệu lên thôi anh. Yeah. Rồi cái lần thứ hai tuần sau nó bị nổi, cho là mình đem về nó, thì lúc đó nó mới chịu sửa cái bệnh đó. Bây giờ sửa được ngay được một tuần rồi, thì bây giờ nó lại hiện lên cái ký hiệu bệnh khác. Yeah. Em xin hỏi anh là nó có cái luật lệ nào mà mình mua xe mới mà trong vòng 2 năm đầu này mà nó show nhiều cái bệnh để mình phải đi sửa mất thời gian quá anh ơi. Thì có cái luật mình trả cái xe đó mình lấy tiền refund, full refund lại được không anh? Xin anh cho. Dường như là không có.
Tuy nhiên là để cho rõ ràng hơn á, thì có hai cơ quan có thể trả lời cho chị cái câu hỏi này. Là cái cơ quan thứ nhất là cái cơ quan của tiểu bang là BAR, tức là cái cơ quan coi Bureau of Automobile Repair. Thì cái cơ quan đó nó sẽ trả lời được cái câu hỏi của quý vị, của chị, tức là trong trường hợp nào chị có thể xin đòi tiền lại hay là như thế nào đó chẳng hạn vậy. Thì cái câu hỏi đó phải đặt trực tiếp với BAR. Trường hợp thứ hai là với BAR thì chị có thể vào website của BAR là bar.government.com á, thì đánh cái chữ BAR vô thôi. B, chữ B là boy, chữ A là apple, chữ A là Robert. Và đánh chữ BAR thì tự khắc nó hiện lên cái website. Cứ chị chọn một cái website, chị get in rồi chị fill out cái application, cái comment nó ở trên đó. Hoặc là chị có thể gọi điện thoại, nó có số 1800. Chị có thể gọi điện thoại vào cái số 1800 nhưng mà chờ hơi lâu. Thì họ sẽ có nhân viên để giải đáp cái thắc mắc của chị, và họ nếu mà và họ sẽ can thiệp nếu mà trong trường hợp mà là cái luật lệ của tiểu bang và cơ quan, và đó chính là cái cơ quan để mà họ can thiệp cho chị đó. Nếu họ thấy là đúng và còn trong thời hạn để mà chị có thể claim được cái complaint đó, thì họ sẽ giúp chị và họ sẽ làm những cái thủ tục đó để giúp cho chị. Còn nếu không được thì họ cũng báo cho chị biết là như thế nào đó chẳng hạn vậy. Đó là cái cơ quan chánh thức và là để mà giải quyết tất cả những thắc mắc về những vấn đề, không phải là thắc mắc nữa mà ngay cả những vấn đề trục trặc về xe cộ, mà giữa consumer, tức là giữa người mua xe và với cái nơi bán xe ra. Bên cạnh đó thì chị cũng có thể gọi tham khảo với mấy quý vị luật sư, thì thì họ cũng có thể trả lời những câu hỏi của chị, những thắc mắc của chị, và họ cũng có thể giúp đỡ chị nếu trong trường hợp mà có thể can thiệp được. Tuy nhiên là không phải quý vị luật sư nào họ cũng có thể biết rành rẽ về những cái thủ tục này. Thì cái cơ quan chánh thức nhất cũng vẫn là BAA. Nếu chị gọi vào BAA là chị hỏi, chị đặt những câu hỏi này, thì những người đó sẽ là cơ quan có thẩm quyền duy nhất để mà giải quyết tất cả những trục trặc về xe cộ giữa consumer với lại cái người bán xe ra hoặc là cái người sửa xe, thì họ sẽ can thiệp cho chị. Thì đại khái thì Kiên chỉ có thể nói là có thể là không, tại vì là 2 năm rồi, có thể là không. Tuy nhiên lần là nếu mà cái xe nó bị trục trặc mà cứ sửa đi sửa lại, mới không phải là mới 2 lần mà có thể là rất nhiều lần, có thể 10 mấy lần, thì họ cũng có cách để họ giúp cho chị chẳng hạn như vậy. Thì nói chung đó là cái cơ quan tốt nhất để mà giải quyết cho tất cả những vấn đề về xe cộ. Chị cũng có thể ghé qua Sunny Auto đó, chị ghé ngang qua đó rồi chị chụp hình ở trên trên shop của Kiên có cái dán cái bảng của BAA đó, thì chị có thể chụp hình trên đó, có cái website cũng như có số phone của BAA. Rồi chị có thể giơ máy chụp hình lên, chị chụp hình cái website đó và chị về nhà chị theo đó chị làm. Còn không thì chị cứ đánh vô cái chữ BAA, nó cũng hiện ra đủ những cái chi tiết cần thiết, và chị không cần phải ghé shopping cũng được, vẫn không cần, đánh vô là nó sẽ hiện ra. Nhưng mà phải Vô có, Google trước ha anh Kim. dạ đúng rồi, vô Google đó, rồi phải có người giỏi tiếng Anh mới được để nói chuyện với họ, hoặc là có người giỏi tiếng Anh để vô cái website đó nha. Đánh BAA là nó hiện ra hết đó chị, chữ B là boy, A là apple, R là Robert đó. Dạ cảm ơn chị. Dạ xin cảm ơn. Thưa anh, như Dạ. khi mình đánh vô vậy thì có những thông tin cho mình đọc thôi, chứ không phải là mình nói chuyện, mình Có luôn, nó có mình đọc những cái cái thông tin form. đó thì mình hiểu được cái luật lệ của thông tin đó thôi Không ha. không không, nó có những cái form để mà chị điền cái cụm len. Có cái Có form cái hả? application form để mà điền cái cụm len, và có số phone để mà chị gọi để người ta trả lời cái câu hỏi của chị luôn. Dạ, có đủ hết á. Dạ. Thưa anh, thà là xe nó hư mà đợi hết cái thời hạn garanti với anh, Dạ. thì mình đem lại mấy cái tiệm của sếp Việt Nam, ví dụ như sếp của anh đó, đem Dạ. tới nó nhanh nhẹn. Còn trong thời gian garanti rất là bực, tuy rằng đem tới dealer nó sửa Dạ. phi thiệt nhưng mà Dạ rất là dạ. mất thời gian mình anh ơi, Dạ. phải bắt lấy hẹn Dạ, rồi rất cảm ơn mình phải chị. lấy ngày nghỉ này kia, rất là phiền cho Dạ, mình. rất cảm ơn chị. Bởi Chúng vì ta hết giờ của phần 1 đó, xin chị theo dõi cái phần 2 nha. Xin cảm ơn chị. dạ rồi em cảm Dạ, ơn chúng anh. ta sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn.
Chương trình được bảo trợ bởi Sunny Auto Repair and Toy Club 714-899-5600, 899-5600. Kính chào quý vị, đây là Kiên Nguyễn của chương trình Thượng Lộ Bình An của Sunny Auto Repair. Và chúng ta sẽ có phát giờ phát hình từ 2 giờ tới 3 giờ hàng tuần ngày thứ tư. Và hiện nay Kiên đang có một quý vị đang chờ trên đường dây. Kiên hôn gác lên đây ha, gác ha, rồi. Và nhấn lại ha. Kiên xin mời anh ở quý vị trên đường dây ạ. Xin mời. Dạ, ok. Dạ. Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi. Dạ, xin mời anh. Chắc anh nghe rõ rồi hả? Dạ, xin mời hello. Anh. Dạ, nghe rồi đó anh. Nghe không? Rồi. Dạ. Nghe, không dạ. Nghe. Hello. Dạ. Dạ. Không, không nghe hả? Dạ, chào anh. Dạ. Cho tôi hỏi. Dạ. Xin mời anh. Dạ. Rồi. Dạ, tôi có ý định mua một xe cho đứa con tôi á. Dạ. Cái bớt trực của tôi nó với cái limit nhiều quá đấy anh. Dạ. Thì... tôi có khoảng 20,000 trở lại. Dạ. Thì anh thấy tôi nên mua cái xe mới hay là cái xe cũ, hay là tôi mua cái xe, hay là tôi nên mua cái xe mà gì đó Kia. Hay là cái xe Nissan, cái nào anh nghĩ trong khoảng tiền đó tôi mua được anh. Dạ, bây giờ đầu tiên là giá tỷ. À, để Kiên hỏi thêm một câu nữa thôi. À, giả tỷ nếu anh lấy cái tiền 20 ngàn đó anh đao xuống để anh mua xe, thì hàng tháng các sức trả của anh cỡ khoảng được 300 không? Nếu mà mỗi tháng phải trả 300 hay là không? Không, tôi không có trả được. Tôi không có trả luôn. Chỉ 20 ngàn. 20 ngàn của anh. Dạ, dạ, tức là mua, nếu vậy thì không có mua, không mua xe mới được đâu. Thì bây giờ anh chỉ mua xe cũ thôi. Thì anh 20 ngàn anh dư sức mua xe cũ, đủ sức để mua xe cũ mà xe cũng còn khá mới. À, với 20 ngàn anh mua xe cũ thì anh chỉ mua Toyota với Honda thôi nha. Chứ đừng có mua qua xe nào khác. Tại vì tất cả các used car mà tín nhiệm được, tin cậy được thì là chỉ có Toyota với Honda. Thì anh sẽ chọn trong hai loại xe, hoặc là Toyota hoặc Honda. Anh có thể chọn Honda Accord, có thể chọn Toyota Camry. Là hai cái xe đó là khá nhất của Honda và Toyota. Còn muốn rẻ tiền hơn chút thì anh chọn qua Corolla với Honda Civic chẳng hạn vậy. Còn muốn rẻ nữa thì anh chọn qua những thấp hơn như là Toyota Tercel, hoặc là chiếc Honda Fit chẳng hạn, thì nó rẻ đi nữa. Nhưng mà 20 ngàn thì dư sức anh mua được Honda Accord với Camry cỡ vào khoảng đời 2018 nha. Cỡ khoảng 2018 anh có thể mua được rồi. Alo. Dạ, xin mời anh, cứ nói đi. Cho tôi hỏi, nếu mà tôi muốn mua xe mới thì cái xe Kia với xe Nissan, anh nghĩ tôi mua có nên mua không? Nissan thì ok, chiếc Kia cũng ok, nhưng mà mới tin thì ok anh, mua được anh. Cả hai xe đều mua được hết. Dạ, nếu mua mới tin thì ok. Dạ. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, anh kia. Dạ, cảm ơn xin anh nhiều. Dạ, không có chi. Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, bye bye. Dạ, bye bye. Kiên xin tiếp tục lại chương trình của Thượng Lộ Bình An của Sunny hàng tuần. Chúng ta đang nói dở dang về cái xe bị lục, và giống như là cái xe đang kỹ thuật về xe mới trong 2023. Trở lại vấn đề xe bị lục thì Kiên cần nhắc nhở quý vị là tại vì tuần rồi có nhiều xe bị lục và bị hư máy, và có quý vị đặt câu hỏi lại là nhắc lại cái chương trình đó để mà cho quý vị biết là trong trường hợp bị lục như vậy thì đối phó bằng cách nào. Kiên nhắc kỹ lại quý vị là giả tỷ quý vị đang từ freeway, quý vị exit ra một cái lối freeway, đó là mấy cái xe của customer của Kiên bị đó. Exit ra cái là vô cái lối exit thì nó thấp hơn, cái bắt đầu đường nó ngập lụt hết trơn, nó ngập lên tới nửa xe. Thì có xe thì cứu kịp thời, mà có xe không cứu được. Có nghĩa là sau khi xe nó bị ngập lụt rồi thì còn có quý vị try để mà nổ máy xe trở lại. Và khi nổ máy xe trở lại thì vô tình làm hư cái máy luôn. Thành ra đó là nếu mà nó đã lao vô chỗ ngập lụt rồi thì để yên nó, đừng có tìm cách để nổ máy xe lại, cứ để yên nó nằm đó. Thì nếu nó đã tắt máy rồi thì đừng có try để nổ máy nó lại. Nếu có thể thì quý vị roll down cái window xuống rồi nhìn xuống dưới mặt đường đó, coi cái nước lụt nó lên tới đâu rồi, coi nó lên tới nửa xe, nó lên tới cái cổng bô chưa,
nếu có thể bước ra được thì bước, còn nếu nó ướt quá thì thôi đừng bước, nhìn xuống thôi. Thấy nó có vẻ lên tới nửa xe và lên tới ống bô, hoặc là nó lên tới cỡ khoảng nửa cái máy, thì án chừng thôi cứ nửa bánh xe đi. Quý vị cứ thấy nó là vào khoảng nửa bánh xe là thấy xong rồi đó nha. Nếu quý vị thấy cái nước nó lên tới nửa bánh xe là nó đã ngập tới ống bô rồi đó nha, cái khả năng nó ngập tới ống bô rồi. Thì trong trường hợp đó đó là đừng có nổ máy lại, để yên nó đó. Sau đó rồi quý vị sẽ kêu xe tô, quý vị sẽ lội nước ra chỗ trống rồi chỗ khô, rồi quý vị kêu xe tô, rồi kêu nó tô về shop. Thì người ta sẽ lấy nước ra. Và nếu cái trong trường hợp đó, nhiều trường hợp là cái xe 50-50 là vẫn có thể là cứu được. Tức là giả tỷ nó vừa mới bị ngập nước vô, thì lúc đó là nó rút nước vô cái buồng đốt, thì nó có thể làm nứt bê tông, nứt xi lên. Rồi cũng có khi là nó vô con chút thì nó chưa bị gì hết, thì nó làm cho xe tắt máy thôi chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó đó là cứu chữa được, thì 50-50. Có thể là có khi cứu chữa được, có khi không cứu chữa được. Nếu nước nó lọt vô nhiều quá vô trong buồng đốt á, thì là nó nứt máy, thì là kể như không cứu được. Còn 50% còn lại là còn cứu được, tức là nó chưa vô được nhiều, hay là nó vô rất ít, chỉ làm tắt máy thôi chẳng hạn vậy. Thì trong trường hợp đó là còn cứu được, tức là chỉ lấy nước ra hết rồi sẽ nổ máy lại được bình thường. Thì là kiên cần nhắc nhở quý vị cái đó. Là còn nếu quý vị mà xe nó đã là ngập nước rồi, lúc đó tìm đủ mọi cách để nổ máy cho xe chạy trở lại để ve lui ra đó, thì vô tình đó là trong lúc đề đó, nó sức cái tất cả các water nó được sức lên lần nữa, nó hút vô trong lò buồng máy. Tại lúc đó xe nó ngập nửa máy rồi, nó hút theo ống bô nó hút lên, thì là hư luôn cái máy. Là nhiều khi cái thật sự là cái máy chưa có đến nỗi hư, nhưng mà vì vô tình mình không biết, mình tiếp tục mình đề để try cho nổ máy trở lại để mình ve lui ra đó, thì vô tình là mình hư máy luôn. Thành ra kiên nhắc kỹ quý vị là lỡ mà chui ra trúng nhầm cái bãi nước sâu như vậy đó, tới nửa bánh xe thì nó tắt máy, xe sẽ tắt máy. Thì ráng đừng có đề cho nó nổ máy lại, để yên đó, kêu xe tô về shop. Thì 50-50 có nhiều trường hợp là còn cứu chữa được, rồi không phải tốn tiền thay cái máy. Thay một cái máy rất là tốn tiền, có thể tốn từ 3-4 ngàn đô la và tùy theo xe. Có xe tốn đến 6 ngàn đô la, chẳng hạn xe Tucson, chẳng Hyundai Tucson chẳng hạn, thay một cái máy nó tới 6 ngàn đô la, nó không có rẻ. Thành ra là quý vị phải lưu ý thật kỹ cái trường hợp là như vậy. Còn trường hợp thứ hai là có một số quý vị ở trong cái xe nó đậu dưới basement, và cái basement nó bị lục, nó bị nước nó vô, nó ngập lục, nó ngập tới nửa xe. Thì trong trường hợp đó đừng có try để mà nổ máy ra, đừng có nổ máy xe, và cũng phải kêu tô bin, kêu nó tô về shop. Tại xe lúc đó hoàn toàn chưa có nổ máy, và là xe đang nằm đậu trong garage mà nó nằm dưới basement. Chỉ việc tô nó ra, lấy nước ra khỏi xe, xe sẽ trở lại bình thường như cũ và không hư gì cả. Thì hai trường hợp ngập lụt nha quý vị. Trường hợp ngập lụt thứ nhất là chúng ta lao vào một cái vũng nước, xe chết máy, thì để yên đó, kêu xe tô. Trường hợp thứ hai, xe đang đậu trong basement của một cái parking, bị ngập nước, cũng đừng có try để mà nổ máy. Kêu xe tô cái xe ra, sẽ cứu được cái máy và không bị tốn tiền. Ra những cái trường hợp đó là quý vị phải lưu ý là những cái cách thức. Và có một cái chuyện khác nữa là lúc mà chúng ta bị cái đường ngập lụt, chúng ta không thấy được cái bờ đê với những cái bờ, những con lươn, lao cái xe ra một cái làm cái bóp vô con lươn, hư luôn cái control arm, hư bánh xe, hư nền xe, hư ống nhúng. Thì những chuyện vừa rồi nó xảy ra là Kiên đã chứng kiến. Thành ra khi chúng ta chạy ra một con đường ngập lụt là phải hết sức cẩn thận, là coi chừng là còn va vô cái con lươn nữa, tại nó ngập hết mấy con lươn rồi, không có thấy cái con lươn, không thấy lề đường ở đâu hết, làm cái bóp vô một cái là hư control arm, hư ống nhúng, tốn cả ngàn đồng chứ không ít. Thành ra là hư luôn bánh xe, hư niền xe nữa. Thành ra những cái đó quý vị hết sức phải lưu ý trong cái thời gian mà xe bị chạy vô bão lụt. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại chương trình Thường Lộ Bình An sau phần thông tin thương mại. Dạ, xin cảm ơn quý vị. We'll be right back.
Chương trình được bảo trợ bởi Sunny Auto Repair and Toy Club 714-899-5600, 899-5600. Kính chào quý vị, chúng ta đang bắt đầu vào phần 3 của chương trình Thường Lộ Bình An của Sunny Ô Tô đến với quý vị hàng tuần ngày thứ tư từ 2 giờ tới 3 giờ. Và Kiên là người phụ trách chương trình Thường Lộ Bình An và sẽ trả lời tất cả những câu hỏi quý vị ngay bây giờ trực tiếp trên đài. Nếu quý vị có những thắc mắc xin quý vị gọi vào ở số phone là 893-3264, 714-893-3264. Cũng như thường lệ thì hàng tuần Kiên cũng vẫn thường có mặt ngay ở shop để giải quyết tất cả những trục trặc về xe cộ và những quý vị đem xe đến để sửa xe với Sunny Ô Tô. Thì quý vị có thể đến với Sunny ở số phố, ở địa chỉ là 7135 Westminster, thành phố Westminster, California 92683. Và bên cạnh đó quý vị cũng có thể gọi vào Kiên vào những ngày làm việc trong tuần từ 8 giờ rưỡi tới 5 giờ chiều. Và từ thứ hai tới thứ bảy và chúng ta đóng cửa ngày Chủ nhật. Thì quý vị có thể đặt câu hỏi với Kiên ở số phone là 8, bất kỳ những câu hỏi gì trong cái ngày làm việc ở số phone là 899-5600, 714-899-5600. Đó là số phone chỗ làm việc của Kiên. Và ngoài ra ngay bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi on air với Kiên ở số phone là 893-3264. Trước khi bắt đầu vào chương trình thì Kiên nói một chút xíu về thiền tánh không. Thiền tánh không do thiền sư Thích Thông Triệt sáng lập và điều hành. Quý vị có thể vào website của hội thiền là www.tánhkhông.org và quý vị sẽ tìm thấy nhiều bài vở tin tức ở trên đó và có thể download xuống để học. Ngoài ra quý vị có thể đến học trực tiếp tại Thiền đường Thánh Không ở địa chỉ là 13071 Brooker Street, thành phố Garden Grove. Và quý vị có thể gọi vào anh Tuệ Nguyên là đạo đoàn trưởng ở số phone là 4674-6999, và quý vị có thể đặt câu hỏi với anh Tuệ Nguyên về những cái khóa học sắp tới trong năm nay, năm 2023. Theo Kiên được biết thì hàng tuần hiện nay ngày thứ bảy buổi sáng từ 9 giờ tới 12 giờ chắc chắn là có lớp và quý vị sẽ được thực hành thiền và khí công vào ngày thứ bảy, còn những ngày khác trong tuần xin quý vị gọi vào cho anh Tuệ Nguyên. Và thiền thì rất tốt cho thân và tâm của chúng ta. Tâm cũng cần cái sự điều dưỡng và nghỉ ngơi. Thiền chính là cái phương pháp để mà có thể đem lại cái năng lượng, cái energy giúp cho tâm nó nghỉ ngơi và đem lại cái năng lượng cho tâm. Và sau đó thì quý vị sẽ có một cái sức khỏe, có một cái trí óc minh mẫn để mà có thể làm việc trở lại với cái full energy, với một cái tinh thần rất là minh mẫn và sáng suốt. Thành ra quý vị hãy đến với Thiền Tánh Không để thực hành thiền, và đó cũng là một cách để săn sóc cho thân và tâm của quý vị. Trong phần 3 chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ thuật mới chữa xe điện trong năm 2023. Thì hiện nay chúng ta sẽ tập trung nói về xe Tesla trước. Thì cái xe Tesla mà quý vị mua vào năm 23 hoặc 24 thì sẽ được trang bị các loại bình điện mới. Tuy nó chưa phải là solid state nhưng mà nó vẫn là liquid. Tuy nhiên cái khả năng chạy của nó nhiều hơn, nó có thể chạy được tới hơn 300 mile trong một lần chạc. Và bên cạnh đó, cái bình điện nó cũng nhẹ hơn. Và Và cái số lượng pin để mà ghép lại với nhau nó cũng ít hơn. Nó ít hơn phân nửa đó quý vị. Ít hơn đi nhiều lắm. Và vì lý do đó thành ra cái chi phí sản xuất nó cũng giảm xuống. Và cái giá thành xe cũng giảm xuống. Cái vụ mà 15.000 của Tesla mới giảm giá đây thì chắc là không dính líu tới cái vụ bình điện này đâu. Nhưng mà vì lý do gì mà Tesla họ giảm giá xuống tới 15.000 như vậy thì có thể chỉ là cái vấn đề về những vấn đề về thị trường thôi. Có nghĩa là Tesla muốn bán tống ra hết những cái xe họ đang có để rồi họ sẽ là sản xuất cái đợt mới. Và cũng có thể là một cái cách để mà họ giành giật cái thị trường. Tại vì giờ nếu mà Tesla giảm giá như vậy thì gần như là tất cả mọi cái đầu mối mua đó sẽ dồn vào Tesla hết. Kia hoặc là Hyundai, Nissan hay là VinFast sẽ trở thành nạn nhân của Tesla thôi, tại vì cạnh tranh không kịp. Thí dụ VinFast có thể xuống được 5.000 nhưng mà xuống tới 15.000 thì chắc là xuống không được.
mà Tesla dám chơi bạo xuống 15.000 thì mấy đối thủ kia là thua là cái chắc. Rồi chưa kể là nếu mà bằng giá nhau hoặc là hơn nhau chút đỉnh vài ngàn thì người ta sẽ chọn mua Tesla chứ người ta không chọn mua những xe kia. Thành ra đó là đó là những cái vấn đề về thương trường, thì tôi nghĩ là nó không có dính líu về vấn đề ba cái bình điện trong cái kỹ thuật mới. Bên cạnh đó thì Tesla cũng đang xây dựng những cái cơ xưởng sản xuất ở trong đất Mỹ cũng có, bên Đức cũng có, để mà làm ra những cái bình điện loại mới. Và hiện nay thì cái chương trình mà Tesla làm cái bình điện mà gọi là bình điện khô đó, tức là solid state, thì chưa thấy công bố ra, nhưng mà họ còn giữ bí mật hay sao đó mình kiên không rõ, nhưng mà chưa thấy công bố ra một cái chương trình gì về vấn đề mà Tesla sẽ làm cái loại mà solid state battery, hay là Tesla cũng sẽ mua lại của những cái công ty kia. Giống như hiện nay Tesla vẫn phải phụ thuộc, lệ thuộc cái hệ thống bình điện vẫn lệ thuộc vào LG là của Đại Hàn, và kế đến nữa là của China, tức là cái cơ xưởng mà sản xuất bình điện lớn nhất của China, là thì họ vẫn đang cung cái bình điện, phần lớn các bình điện cho Tesla hiện nay. Hai cái cơ xưởng của Tesla thành lập ở ở trên đất Mỹ là ở bên Texas, và một cái nữa bên Đức thì đã đi vào sản xuất nhưng mà chưa ăn thua gì, chưa ăn thua gì hết. Có nghĩa là phần lớn bình điện họ vẫn phải lấy của LG và của China. Đó là những cái tin tức mới của Tesla. Và nếu quý vị định, nếu quý vị đã định mua Tesla trong đợt này thì nên nhanh chân. Cái chương trình giảm giá của chính phủ là 7.500 đô la. Ngoài cái vụ mà Tesla xuống 15.000 nha quý vị, thì quý vị còn được chính phủ credit vô cái thuế, tức là cuối năm quý vị khai thuế sẽ được credit đi 7.500 đô la. Cái chương trình này có thể sẽ bị chấm dứt vào tháng 3. Như hiện nay thì là sẽ chấm dứt vào tháng 3. Quý vị phải nhanh chân. Bây giờ là cuối tháng Giêng rồi thì phải nhanh chân mua để mà được hưởng cái credit 7.500 này, cộng với cái 15.000 kia thì tổng cộng cái số tiền quý vị xuống được là tới 22.500. Nếu quý vị định mua xe Tesla phải nhanh chân. Sau tháng 3 chính phủ có giảm giá cái 7.500 này cho Tesla nữa hay không thì Kiên không biết. Nhưng mà hiện nay thì Tesla cho biết là cái chương trình giảm giá mà chính phủ cho đó là chỉ tới tháng 3 thôi nha quý vị. 31 tháng 3 hay 30 tháng 3 là ngày chót quý vị phải đăng ký mua, còn nếu không là sẽ không được cái 7.500 này. Cái chuyện mà về sau tháng 3 mà có thêm được 7.500, đôi khi chính phủ họ gia hạn, họ có gia hạn, thí dụ như họ gia hạn cho thêm 1 năm hay là gia hạn thêm 2 năm nữa thì chưa biết, nhưng mà hiện nay là chỉ có tới tháng 3 thôi. Nói chung thì hiện nay xe Tesla vẫn là một cái loại xe điện đáng tin cậy và mua được nhiều nhất. Nếu quý vị có thân nhân mà làm trong Tesla mà người thân nhân đó đứng mua thì quý vị còn được giảm thêm 15.000 nữa. Còn có thể giảm được thêm 15.000 nữa là nếu mình có thân nhân đang làm trong Tesla thì sẽ được giảm 15.000 người đó đứng mua. Và dĩ nhiên là sau 1 năm thì at least là phải 1 năm sau mới được quyền sang tên lại cho người bà con của mình. Đó là những cái tin tức về của Tesla mà Kiên có thể thông báo với quý vị. Nếu mà quý vị có người thân làm trong Tesla, nhờ người thân đó mua thì quý vị cũng sẽ được giảm giá thêm 15.000 nữa. Rất là đáng kể đó quý vị. Và 1 năm sau quý vị sẽ sang tên lại của quý vị, mới được sang tên lại cho tên của quý vị. Kiên rất cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thượng Lộ Bình An. Và Kiên nghĩ là chúng ta đã hết giờ của phần 3. Xin quý vị đừng rời máy và chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Và xin cảm ơn. Chương trình được bảo trợ bởi Sunny Auto Repair and Toy Club, 714-899-5600, 899-5600. Kiên Nguyễn xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe đài và đang xem đài Thượng Lộ Bình An trên băng tần 56.10 của đài Lý Độ Thời sự Sài Gòn TV. Chúng ta có chương trình Thượng Lộ Bình An hàng tuần thứ tư
từ 2 giờ tới 3 giờ, chương trình đặt ra nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị về xe cộ. Quý vị có thể gọi vào Sunny, gọi vào cho Kiên ngay trong lúc này ở số phone là 714-893-3264, 893-3264. Kiên sẽ trả lời trực tiếp với quý vị on air. Hôm nay là ngày thứ tư. Kiên xin mời quý vị đang trên đường dây. Xin mời. Hello. Xin mời. Anh đang trên đường dây. Xin chào anh Kiên. Xin chào. Tôi có chiếc xe cũ đời 2001. Nhưng mà chạy rất ít, chỉ có 80.000 mai thôi. Bây giờ bà xã tôi vẫn muốn gắn cái backup camera. Thì xin anh cho biết là mình có thể gắn thêm cái backup camera không? Gắn được chứ. Vấn đề là như thế này, nếu chú có con cháu gì đó thì chú chọn nhờ con hay cháu chú chọn một cái backup camera ở trên internet, nó bán nhiều lắm ở trên đó. Chú có thể chọn một cái backup camera, chọn mua đi rồi cầm cái đó lên thì Kiên sẽ gắn giùm cho, gắn cho xe của chú. Tại vì tôi không có con cái gì hết mà già rồi. Có thể nào anh order rồi anh gắn luôn giùm được không? Tiền bạc thì dĩ nhiên phải tính công anh rồi. Chắc là được rồi, nhưng mà chỉ có cái là chú có thể đọc cho số phone của Kiên bây giờ rồi cũng được, hoặc là chú muốn gọi vào cho Kiên vào tuần vào trong giờ làm việc cũng được. Chú gọi giờ cho xin số phone đi chú. 714 343 6618 618 rồi. Quý danh hả chú? Xin mời. Minh. Chú Minh. Ok, được rồi chú Minh. Thưa anh, có thể là order cái nào mà tốt thì mình nói là cái đó tốt và những cũng được order cái tốt. Xe một của chú Minh là xe chú Minh là Camry hả? Không, 201 Camry hay là Honda Accord? Honda Accord. Rồi. Xin mời chú câu hỏi thêm. Honda Accord 2001. Được. Còn một cái nữa tôi muốn nhờ anh luôn, nếu anh có thể anh giúp giùm được. Là cái dash camera, tức là cái camera ở ngoài trước đó. Thì nếu anh biết cái nào mà tốt mà dễ xài mà tốt nhất thì anh có thể giúp giùm anh order anh gắn liền được không? Cái đó thì dễ lắm. Cái dash camera thì portable để tôi xài cho hai xe. Cái đó dễ lắm, cái đó thì rất là dễ, nó bán nhiều lắm, cái đó thì không thành vấn đề. Chỉ có cái backup camera đó thì khi nào mà cháu chọn được một cái nào đó tương đối là thấy có vẻ coi được đó thì sẽ gửi cái qua cho chú, rồi chú Minh đồng ý rồi thì đó Kiên sẽ order cho chú. Và sau khi mà hàng nó về là gọi chú ra để ghé. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh trước anh giúp giùm, tại vì tôi không có biết nhờ ai hết. Nhờ anh giúp được thì cảm ơn quá tốt rồi. Được chú, cả hai loại này đều được hết. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn chú. Tôi cảm ơn anh Kiên nhiều lắm. Xin cảm ơn chú Minh. Kiên rất cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thường Lộ Bình An của Sunny. Kiên cũng vừa mới trả lời câu hỏi của chú Minh xong, mà nếu quý vị có thắc mắc tương tự như của chú Minh thì có thể đặt câu hỏi với Kiên ngay bây giờ on air, vì hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta Kiên sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị trên trên bàn tầng trên telephone. Giống như hồi đầu giờ có một cái quý chúng ta có một đường dây thứ hai. Xin mời anh. Xin mời ạ. Em xin chào. Xin mời chị. Cho em xin hỏi tiếp cái câu hỏi của cái chú Minh vừa rồi mới gọi cho á. Cái đắt camera đó anh. Cái đó em cũng muốn gắn phần đó, nhưng mà em xin hỏi là cái phần gắn anh Kiên thì khi mà em đậu phạt kinh ở dưới lề đường của nhà em á, thì khi mà vô nhà rồi mình không có lái xe nữa, mình chỉ đậu thôi, thì nó có quay được những người nào mà đậu ở trước đầu xe của em mà đụng xe của em mà họ bỏ chạy á? Nó quay được hết á. Có function đó được không anh? Có, nó quay được hết. Quay trước, quay sau, quay bên hông, nó quay được hết á. Ngay cả lúc mình đậu xe lại. Người ta đụng đít xe, đậu xe thôi mà họ đụng đít họ đi mất tiêu em bị
hư cái xe ở đầu xe đó. Dạ, cái đó nó rất lợi, đó là nó hoạt động 24/24 và lúc nào nó cũng quay được hết á. Thành ra cái đó rất là có tiện lợi, nhất là trong lúc mà chúng ta đang lái xe đi đó, rồi rủi mà có tai nạn xảy ra nó cũng ghi được hết tất cả những hình ảnh đó, nó ghi được hết. Thành ra rất là tiện lợi là chúng ta có thể dùng một cái USB để backup nó lại, nếu muốn record lại thì nó có cái USB slot để mình chúng ta backup lại. Nói chung mấy cái đó thì nó không có, nó không có mắc tiền. Lái xe mình mới quay được thôi à? Không, không có. Quay không được, em cứ tự. Lúc nào nó cũng chạy hết, dạ nó chạy được hết á. Dạ. Thì cái đường điện á, cái đường điện cung cho nó có hai loại đường điện. Một cái loại đường điện mà order time á, thì phải vô cái ổ điện order time thì nó sẽ chạy order time. Còn nếu mà chị cắm vô cái cigarette mà nó chỉ lúc on key nó mới có điện thì cái đó không được. Nhưng mà thông thường trên xe nó có hai đường điện. Nếu mà xe mới thì nó sẽ có hai đường điện. Một đường điện là order time với một đường điện là chỉ on key mới có điện. Thì nếu trường hợp mà xe của chị nó không có đường điện order time thì mình phải làm một cái đường điện order time cho nó. Thì đấy, chị cắm vô đó. Xe của em là đời 2019. Dạ, chắc là có. Có đường điện order time không? Chắc có. Chắc có, mấy xe mới nó có. Dạ. 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 Vậy em sẽ mua cái đó em. Dạ. Với cho em xin hỏi câu hỏi thứ hai được không? Dạ, xin mời chị, được chị. Em định mua cái xe Jeep con em chạy đi học qua đại học á. Nó đang chắn xe Buick mà đời 2005 mà nó không có cấp camera gì hết á. Nó có 30.000 mai thôi. Bán giá 9.000 như vậy là như vậy có nên mua không anh? Cái xe đó đời cũ như mình có nên mua không? Nó tốt không cái mẫu đó đó? Cái xe đó 4 mấy hay 6 mấy? 6 máy mới được. Bốn máy. Bốn máy thì không được. Bốn máy nó dở. Dạ xin lỗi anh, 6 máy anh. Dạ 6 máy thì ok. 6 máy ok. Mấy cái xe Mỹ đó 6 máy ok. Nó cũng không ăn. Dạ nó không ăn xăng hơn bao nhiêu. Nhưng mà chỉ có cái là giá tiền. Xe 2005 mà đòi bán tới 9.000 mà lại xe Mỹ nữa thì không có cái giá đó đâu. Cái tiệm Mỹ anh chắc mình không trả giá được đâu anh. Dạ dạ nhưng mà cái giá đó mắc quá, không thể mua được. Tại bây giờ nếu mà họ đăng 5.000 thì mình còn điêu xuống được. Còn bây giờ mà cái xe đó trị giá cỡ khoảng chừng 4-5.000 là hết cỡ rồi, không có hơn được. Ồ, dạ. Tại cái nó có khoảng 30.000 mai thôi anh. Dạ, dạ cái đó không thành vấn đề, tại thành xe nó cũ quá rồi. Nó thành ra bây giờ tóm lại là cái xe đó chỉ mua được dưới 5.000 đô la, tức là khoảng 3.000 mấy cho tới 5.000 thôi. Dạ, mà dạ, bây giờ tình hình xe bây giờ nó xuống giá. Mà may quá hôm nay rồi, dạ, dạ. Hỏi anh dạ. Này, cái đắt dạ. Camera kia mà hỏi luôn cái này thì dạ. Em mắc quá. Nói cho em định mua chiếc đó cho nó chạy gắn cái đắt camera vô á anh. Dạ, mắc quá, mắc quá, mắc quá. Mắc quá anh ha. Kính. Mắc gấp đôi rồi, mắc quá không được. Dạ. Chị chịu khó rồi, kiếm mua xe khác đi. Lắm, ha, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ em chào anh nha. Dạ xin cảm ơn chị. Xin rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang theo dõi trên đường dây chương trình Thường Lộ Bình An của Sunny trong tuần này. Trong các phần chót thì Kiên đang định nói về hai cái xe truck mà xe điện mà Kiên muốn giới thiệu quý vị. Đó là cái xe F-150 và cái xe Chevrolet Silverado 1500. Thì hai cái xe này là hai xe điện và có thể nói là rất là mạnh. Và chúng ta không có phải, nếu quý vị là construction, contractor chẳng hạn, thì không có phải worry về cái vấn đề cái hộp số nó đủ mạnh hay không để mà kéo cái những cái vật liệu xây cất cái này nọ nó trở nặng, hoặc là kéo tàu gỡ bè chẳng hạn. Nói chung hai xe này rất là tốt. Kiên hy vọng là Kiên sẽ có đủ thời giờ để nói chuyện với quý vị vào tuần tới cho hai loại xe mới này. Kiên rất cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thượng Lộ Bình An của Sunny trong tuần này thứ tư, tháng 1 ngày 25 năm 2023. Nhân dịp xuân về, năm nay là năm 2023 xuân Quý Mão. Kiên xin cùng với toàn thể nhân viên của Sunny Auto xin kính chúc tất cả quý vị khán thính giả cũng giống như tất cả quý vị thân chủ của Sunny một năm mới an khang thịnh vượng, con cái học hành tấn tới và thành đạt, tất cả mọi công việc đều được như ý. Kiên cũng xin kính chúc quý vị, tất cả quý vị, ban giám đốc của Lý Đồ Sài Gòn TV một năm mới an khang thịnh vượng và phát đạt. Dạ xin cảm ơn.